Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm máy cơ đĩa Oshima với model là MOD CD1. Hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Máy cơ đĩa CD1 có vỏ ngoài được bọc nhựa, cùng tay cầm được thiết kế vừa tay người dùng, độ nhám cao, có tác dụng chống trơn trượt, tạo cảm giác chắc chắn, êm tay, vừa đảm bảo an toàn cho bạn kể cả khi bị ra mồ hôi tay hay tay bạn đang bị dính dầu nhớt trong lúc làm việc. Sản phẩm còn được tích hợp hệ thống cách điện test, tạo cho quá trình sử dụng được an toàn tuyệt đối, giảm thiểu các sự cố về lao động đến mức thấp nhất. Máy có trọng lượng nhẹ và độ bền tuyệt đối, được trang bị khả năng chống rỉ sét dù tiếp xúc thường xuyên với điều kiện ẩm ướt hay bất kỳ thời tiết khắc nghiệt nào, mang đến cho bạn một sản phẩm có tuổi thọ cao, góp phần tạo nên một chiếc máy cưa hoàn hảo về mọi mặt. Hoạt động mạnh mẽ với công suất lên đến 1250W, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài. Bên cạnh đó, chiếc máy cưa còn được thiết kế với tốc độ không tải là 6.000 vòng trên 1 phút, cùng với lưỡi cưa sắc bén, cung cấp khả năng hoạt động mạnh mẽ, tối ưu nhất trong việc cưa các tấm gỗ, tấm ván ép nhanh chóng và hiệu quả. Chắc chắn, sản phẩm sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công suất tối đa. Và sau đây là một thông số kỹ thuật của máy. Máy có công suất 1250W, độ sâu của lưỡi cắt 90 độ là 59mm, độ sâu lưỡi cắt 45 độ là 38mm, đường kính lưỡi là 185mm, tốc độ không tải 6.000 vòng trên 1 phút, trọng lượng 4,6kg. Phụ kiện đi kèm thì cũng có là thước cạnh, lưỡi cưa và khóa mở.